Chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với Xám Ong Rừng. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục công việc của mình ở vào rừng kiếm tiền và săn bắt những cái tổ ong, rồi quay video lại cho tất cả các bạn xem. Hiện tại mình đã phát hiện được một cái tổ ong vỏ vé rồi các bạn ơi. Ai chà chà, tổ ong vỏ vé này thực sự quá là to. Cái đống này tròn tròn này các bạn. Mình ít gặp những cái tổ ong vỏ vé to như thế này. Tổ này cao các bạn. Những cái tán cây còn che khuất rồi các bạn. Nhìn được gió mấy. Nhưng mà gió thì tổ này to. Kìa các bạn ơi. Cái đống kia. Đây. Tay chỉ lại đây. Đó. Mà nhìn qua cái máy quay thì bé thế nhỉ. Cái đáy tủ các bạn. Bạn có thể thấy xem cái đáy tủ này to này các bạn. Hàng khủng đấy các bạn ơi. Cái tủ ong bầu vẽ này thật sự là đầy đủ cái ôm nữa các bạn ơi. Đây. Ở chỗ này nhìn cái đáy của cái tủ ong này siêu to rồi các bạn. Tủ này thật sự là quá là to. Mà không biết là cái đợt này cái ong vỏ vé ấy, không biết có mẩy hay không. Nếu mà tủ này mà mẩy thì chắc chắn sẽ được vài kg. Ngon các bạn. Đây ở đây thấy to đùng kìa. Tủ này phải trèo lên các bạn nhé. Mình đã bảo rồi các bạn ơi. Tủ này mình sẽ trèo lên các bạn nhé. Vì tủ này đóng ở trên cây cao. Này không biết có tiếp cận được hay không. Tủ này chắc chắn là mình sẽ chặt cái cành kéo ạ. Kéo về thôi. Ôi nhìn cái tổ ong. Y hệt như có cái tổ ong cằn lá. Cành đấy không tiếp cận được các bạn ơi. Khả năng mình chặt xuống các bạn ấy. Tủ này thật sự là khổng lồ rồi. Ong bắt đầu đã ra. Không thể nào là sang được các bạn. Cái nhánh nó bé quá. Nhánh này các bạn. Ở cái tổ ong ở phía kia. Ôi. Sao cái tổ ong vỏ vé khủng thế nhỉ. Để chặt xuống không biết nó có nát hay không nhỉ. Các bạn có thể thấy cái tổ kia này. Rồi mình sẽ chặt các bạn nhé. Mong sáng cực kỳ là rơi xuống rồi.
đẩy cây xuống các bạn nhé. Những gốc thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Ủa, mạnh thế này chắc chắn là mỉ các bạn ơi. Thăng mà. Nếu mà thường thường những cái tổ ong thăng thì nó mới mỉ. Mình phải cầm cái cành xuống các bạn. Không dám thả xuống thì sợ nó lại bị dập. Đó, vớ cái cổ ra thì nó lại không đẹp. Các bạn có thể thấy cái tổ ong vỏ bé này. Nó là cực kỳ là to ấy. Siêu ơi, đây này các bạn. Các bạn có thể thấy đây, thấy chưa? Cái chỗ này là cái đáy thôi các bạn nhá. Cái đáy là rộng này cơ mà. Đáy tổ các bạn. Cái có mẩy thì không. Ôi dồi. Ôi nặng. Ôi. Cái quạt ui nặng các bạn ơi. Bắt đầu khui ra các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy nhé. À, đủ mình ôm các bạn cái tổ không. Ui bắt đầu nó lòi ra mẩy rồi các bạn ơi. Thảo nào nặng mà các bạn. Ui được. Siêu mẩy. Ui ô cái chỗ này vẫn là nhộng á. Nhộng nha. Còn tất cả mình miếng. Ủa nó thả rất nhiều miếng luôn. Tại mình ở đây mình thấy là 1, 2, 3, 4, 5 một miếng kia là 6 miếng. Muốn mẩy trắng phao luôn. Vừa bê đi khỏi ong mẹ các bạn. Đây, nói chung khá là to. Đây, bạn hình dung như thế này là to. Ong vò vẽ chú mình tầm này nói chung là quá là khủng. Cái miếng này nói chung là cũng là nhộng này các bạn. Cái nhộng này cũng khá là to. Nhộng nhang. Đây. Nói chung là vẫn còn đẹp. Đây. Hầu như miếng nào vẫn còn nhộng. À, nói chung khá là to. Siêu mẩy các bạn nhé.
Rồi mình lại tiếp tục đi tìm thôi các bạn. À, tiếp tục một tổ ong cá. À, tổ ong cá này thì ở cái hốc mà mình năm nào cũng đánh cái ong mật đấy các bạn. Mình đáp lại ấy, thì này, năm nay thì lại có cái tổ ong cá về thôi, chứ không phải ong mật. Ở trên này cái cây ở trên này các bạn ấy. Giờ mình sẽ mặc áo lên đánh cái tổ ong cá này. Này đánh cái tổ ong vỏ bé siêu to này. Cái hốc này thì năm nào hầu như là cũng có ong mật về, năm nay lại có cái tổ ong cá về thôi. Đây này. Cái hốc này thì mình bổ bên kia, bổ đây mới bắt được cái ong mẹ, mà bắt ong giống đấy. Tổ ong cá này thì mình không thấy đông mấy, chỉ có to hay không. Sợ bé tí các bạn. Ui đây. Ui to đây các bạn ơi. Mình nghĩ cũng khá là to. Đây. Cái hốc này nói chung là rộng, có thể là làm đầy được. Cái hốc này đến trên các bạn. Rồi. Ủa? Làm cái vỏ rộng thế à? Quá thì như là bé tía các bạn. À, làm sâu ở bên trong luôn. Trong các bạn ơi. Ồ. Sụp được á. Cái này hẹp này không biết có bê được ra hay không. Ồ, nói chung khá là to. Mình nghĩ là chắc là không bê được một tủ nguyên ra đâu. Không lấy một tủ nguyên ra được. Mình sẽ tách ra các bạn nhé. Tách ra mấy từng miếng ra luôn. Cái lúa bên ngoài nó hẹp. Đây, cái này phải lấy được ra rồi. Lấy nát đi các bạn ơi. Cái này 2 miếng này. Cái tổ ong này làm lãm rồi. Cái này mấy miếng? Mấy không ạ? Ong cá thì chắc chắn là mấy rồi. Chỗ này để tiếp tục 3 miếng các bạn nhé. Thế là 5 miếng rồi. Cái tổ ong này mình thấy nó lạ thật. Nó lại không phải làm liền. Cứ làm kiểu này rời rời này các bạn. Rất là nhiều miếng luôn. Đó là cái kia là 7 luôn, cái ong cá này. Nghĩ có hết chưa? Hết rồi các bạn ơi. Cái này cái tủ của nó. Hết rồi các bạn ạ. Giờ mình sẽ đắp lại cái hông này.
7 8 miếng các bạn ơi. Nó cứ 3 miếng này to này. Rất mẩy luôn. Chỗ này mấy cái miếng rơi rơi đấy các bạn. Đây hốc mình đã đáp lại rồi các bạn. Để mình sẽ phải đi ra các bạn nhé. Tiếp tục một tổ ong vò vẽ các bạn. Ở khu này thực sự là quá là rậm. Cái loại ong vò vẽ này thì lúc nào nó cũng ở những cái khu rừng rậm rạp rồi các bạn. Hôm nay mình đi tìm cái loại ong vò vẽ này thì chắc không đúng ngay rồi. Hôm nay nắng quá các bạn ơi. Mình đi những cái khu rừng như thế này thì thực sự là nóng này. Không có nước uống này. Nói chung là hôm nay thì giá như là đi tìm ong khoái thì tốt. Nhưng mà hôm nay chót đánh ngày ong vò vẽ rồi các bạn ơi. Thì chiều đến tối mới về thôi. Chứ hôm nay thật sự là đi đánh ong vò vẽ thật sự là quá là mệt. Này các bạn có thể thấy như cái thấy ong vò vẽ lúc nào ở những khu rừng như này. Quá là rộng đi. Cái này trời nắng này thực sự là mình đi kiểu này không đi được các bạn. Tổ ong trên kia các bạn ơi. Rất to luôn. Cái tổ ong. Rồi vào ra các bạn. Ừ, khá là to. Đây. Cái tổ ong vẽ hăng thì chắc chắn là mẩy rồi. To các bạn nhá. Với cái tổ vừa đấy ấy, thì không trên thì có nhiều đâu. Đây các bạn có thể thấy này. Rất to luôn. Cái tổ nó cực kỳ là hăng luôn. Mày chẳng vào đâu các bạn ơi. Mình đi động những cái tổ ong ấy thì thấy nó hăng, nó dứ ấy các bạn. Thì chắc chắn cái tổ đấy nó sẽ có nhộng. Những cái thường thường là những cái tổ ong không có nhộng ấy, mình đi động một tí nó bay lên trời hết đấy. Nó không có bè đánh mình như kiểu như thế này đâu. Cứ như cái tổ ong có nhộng là nó mới hăng thôi. Mẩy đến cái miếng cuối cùng các bạn đây này. 1 này, 2, 3, 4, 5 miếng. Một miếng chưa có gì các bạn. Miếng này thì có nhộng chúa. Giờ mình không biết là bằng một tay không biết lấy kiểu gì các bạn. Con chúa đây các bạn ơi. Chúa này nặng thế nhỉ. Mình sẽ gỡ một miếng ra cho các bạn xem cái miếng thứ hai các bạn nhé. Đây này. Nó còn mẩy các bạn ơi. Đây này, cái chỗ này là nhộng hết này. Đấy các bạn có thể thấy là mẩy chưa? Nói chung khá là to. Mình sẽ lấy 4 miếng các bạn. Vừa đánh xong các bạn. Nói chung quá là nóng.
khi mà mình đánh cái ong vò vé này. Ở chỗ mình thì ong vò vé nói chung là vẫn còn mẩy, được 4 tầng, khá là mẩy các bạn. Ui nóng thế này, sao mà đánh được đến tối các bạn. Nói chung là gặp những cái tổ ong cá thì nó sẽ đẹp, đẹp hơn. Ong cá thì vừa nãy là mình đánh một tổ kia, thế là mình được 3 tổ các bạn. Quá là nóng luôn, 3 tổ thì nói chung nóng khá là nhiều rồi. Giờ mình lại tiếp tục đi tìm các bạn. Mình đã về đến xe rồi các bạn ơi. Về sau mình còn bắt được thêm một cái tổ ong cá nữa, nhưng mà mình không có quay để vào đây. Thành quả đấy các bạn nhé. Nói chung là cái túi này mình xếp này, cực kỳ là dày luôn, toàn là những cái tổ ong cá thôi. Đây, tổ này to này, tổ này siêu to các bạn. Đây, tổ này phải nói là cực kỳ là mẩy luôn. Hầu như là ong cá ấy, không có tổ nào không mẩy các bạn. Đây, cái tổ này thì vẫn mẩy được các bạn. Riêng hôm nay mình mà lấy được cái tổ ong cần lá kia ấy, thật sự là mình sẽ đủ gảnh luôn đấy. Và cái tổ ong cần lá kia thì mình không có túi thôi. Nếu mà có túi thì chắc chắn là mình cũng lên đánh đấy các bạn. Bởi vì cái cây đấy thì mình cũng lên được. Hôm nay mình để cái túi này, bắt được cái túi này mình giấu ở đây, là đâm ra không có túi này to đựng cái tổ ong cần lá kia. Tổ ong cần lá kia phải to hơn cái bánh xe máy các bạn. Đâm ra thì không có túi thì mình không có bắt. Nếu mà bắt thì chắc chắn là đủ gánh hôm nay. Nói chung là thành quả ngày hôm nay cũng khá là ổn đấy các bạn. Kiểu gì cũng sẽ được vài cân. Cái chỗ này mình nghĩ là phải tầm 5 cân, 4-5 cân. Cái chỗ này phải hơn 2 cân đấy các bạn. Đấy, siêu mẩy luôn. Đấy, nói chung nếu mà hôm nay mình đánh được cái tổ ong cần lá kia này, chắc chắn là mười mấy, 20 cân đấy các bạn. Chắc chắn là kiểu gì cũng phải đủ gánh. Nhưng mà không, tổ đấy mình không có đánh. Thôi rồi các bạn ơi, mình sẽ đi về thôi, về đến xe thôi. Có lẽ video này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nha. Buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Hẹn các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.